những ngày lễ Tết truyền thống theo dân gian như Tết Nguyên đán, ngày cùng ông công ông táo, ở Việt Nam nói riêng hay các nước châu Á nói chung vẫn còn rất nhiều ngày đặc biệt khác được tính theo lịch âm, trong đó có ngày mùng 5 tháng 5 gọi là Tết Đoan Ngọ. Vào ngày này, hầu hết mọi gia đình sẽ chuẩn bị một mâm cúng thật đầy đủ để thắp hương trên bàn thờ ông bà, gia tiên. Nghe đã nhiều, nhưng thực tế không phải ai cũng biết cần có những gì để bày trên mâm cúng và thắp hương vào giờ nào là chuẩn nhất. Cái tên đã thể hiện ngày cũng như giờ chuẩn nhất mà các gia đình nên thực hiện các nghi thức cúng cho ngày này. Cụ thể, đoan có nghĩa là mở đầu, còn ngọ có nghĩa là giờ ngọ, khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Chính bởi vậy, giờ chuẩn nhất để thực hiện các nghi thức cúng và ăn Tết đoan ngọ chính là vào buổi trưa, có thể bắt đầu từ lúc bước sang giờ ngọ. Ngoài cái tên đoan ngọ, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch còn được gọi bằng một cái tên khác là Tết đoan dương. Cái tên này mang ý nghĩa là bắt đầu lúc khí dương trong ngày đang thịnh, cũng chính là vào khung giờ trưa đến đầu giờ chiều. Ở Việt Nam, người ta còn truyền miệng nhau gọi Tết đoan ngọ là Tết rìa sâu bọ, Nguyên nhân đó là bởi theo vòng tuần hoàn thời gian và thời tiết, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch ở nước ta rơi vào khoảng thời gian nắng nóng, sâu bọ phát triển nhiều. Với nghề làm lúa nước và trồng trọt, cây ăn trái đã phát triển từ lâu, người xưa quan niệm diệt sâu bọ sẽ giúp mùa màng tốt tươi hơn. Bởi vậy, cái tên diệt sâu bọ ra đời từ đó. Mùa mâm cúng Tết đoan ngọ truyền thống nhất sẽ bao gồm hoa quả tươi ngon, bánh do hay còn gọi là bánh cho và nhất định không thể thiếu rượu nếp. Trong đó, hoa quả thường được chọn sẽ phải là loại có vị chua, ngọt và một chút vị chát. Bởi vậy, hai loại quả thường xuất hiện trong mâm cúng Tết đoan ngọ là mận và vải. Nguyên nhân cũng là bởi vào thời gian tháng 5 này, hai loại trái cây này đang vào vụ, được bày bán nhiều nên người dân thường chọn để mua về bày thắp hương. Nhiều người quan niệm tiếp diệt sâu bọ không chỉ diệt sâu bọ cho cây trồng mà còn diệt các loại vi khuẩn bên trong chính cơ thể con người. Do đó, rượu nếp sẽ giúp hỗ trợ việc này bởi nó có tác dụng kích thích vị giác, hỗ trợ tiêu hóa, loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh như vi khuẩn, nấm hay các ký sinh trùng trong cơ thể. Bánh do hay còn gọi là bánh cho cũng có tác dụng tương tự. Bánh được làm từ gạo nếp, ngâm trong nước cho, gói bằng lá chuối. Loại bánh này cũng đem lại sự ngon miệng, dễ ăn, ngon hơn khi ăn với đường hoặc là mật ong. Ngoài ra hiện nay, để tăng sự thẩm mỹ cho mâm cúng Tết đoan ngọ, nhiều gia đình còn thêm vào các loại hoa như là hoa sen trắng, hoa sen hồng, hoa cau, các loại bánh sắc màu như là bánh xui suê, xôi, cốm. Ở những vùng miền khác như miền Trung hay miền Nam, các thành phần tạo nên mâm cúng cũng có sự thay đổi sao cho phù hợp với đặc sản địa phương. Ví dụ như ở miền Trung, ngoài hoa quả, rượu nếp, bánh cho có thể được thay bằng bánh ú, có thể có cả bánh kê tại một số địa phương. Và đặc biệt không thể thiếu món thịt vịt, bởi thịt vịt được quan niệm là có tính mát, giúp giải nhiệt cơ thể, bổ máu và tốt cho hệ tiêu hóa. Dù mâm cúng được chuẩn bị thế nào, người người, nhà nhà vẫn cố gắng sao cho đầy đủ và tươm tất nhất có thể, dựng lên bàn thờ ông bà tổ tiên trong ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Ngày Tết Đoan Ngọ dần trở thành một trong những ngày lễ truyền thống, thể hiện nét đẹp trong văn hóa người Việt. Bên cạnh mâm cúng, văn khấn thế nào mới đúng và chuẩn bài cũng là điều mà nhiều người quan tâm. Để quá trình thực hiện nghi thức cúng bái diễn ra một cách trang nghiêm, chỉnh chu nhất, bạn có thể tham khảo các bài cúng Tết Đoan Ngọ theo văn khấn cổ truyền đầy đủ nhất sau đây. Thứ nhất là văn khấn Tết Đoan Ngọ trong nhà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, 10 phương Phật, chư Phật 10 phương, con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Chư Vị Tôn Thần. Con kính lạy Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, Ngài Bản Sứ Thổ Địa, Ngài Bản Gia Táo Quân cùng Chư Vị Tôn Thần. Con kính lạy Tổ Tiên, Hiền Khảo, Hiền Tỷ, Chư Vị Hương Linh. Lưu ý, nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ. Tín chủ chúng con là tên người đọc văn khấn Tết Đoan Ngọ, chú tại địa chỉ nơi ở. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, nhằm ngày Tết Đoan Ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm xanh lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án chúng con kính mời ngài bản cảnh thành hoàng, chư vị đại vương, ngài bản Sứ thần linh thổ địa, ngài bản gia táo quân, ngũ phương, long mạch, tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh, gia tiên nội ngoại, họ, cúi xin các vị thương xót con cháu, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng độ cho chúng con thân cung khang khái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng, chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ chỉ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thứ hai là văn khấn tiết đoan ngọ ngoài trời. Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Chư Vị Tôn Thần, con kính lạy Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, Ngài Bản Sứ Thổ Địa, Ngài Bản Gia Táo Quân cùng Chư Vị Tôn Thần. Tín chủ chúng con là Chú Tại. Hôm nay là ngày tiết Đoan ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm xanh lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài bản cảnh thành hoàng, chư vị đại vương, ngài bản sứ thần linh thổ địa, ngài bản gia táo quân, ngũ phương, lòng mạch, tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kinh lễ, cúi xin được phù hộ độ trì, phục duy cẩn cáo.